Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 2022, sáng nay tại trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Theo đó, năm 2022, Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho 7 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an huyện Yên Mỹ, Công an thành phố Hưng Yên. Tại buổi lễ công bố quyết định, lãnh đạo Công an tỉnh mong rằng các phạm nhân được đặc xá đợt này tự tin xóa bỏ mặc cảm, chủ động đến trình diện chính quyền địa phương nơi cư trú, tiếp nhận sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, đoàn thể nhân dân và người thân trong gia đình, đồng thời tìm kiếm việc làm phù hợp để sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội, không tái phạm tội. Đối với các phạm nhân chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét duyệt đặc xá đợt này, tiếp tục tích cực học tập, lao động, cải tạo và chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ sở giam giữ.